quý vị, nhiều quốc gia trên thế giới tiếp tục gia tăng áp lực lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Nhiều quốc gia thuộc khối châu Mỹ Latin và Canada vào ngày thứ Hai 4 tháng 2 đã cùng nhau ngồi vào bàn đàm phán để thảo luận về việc gia tăng áp lực yêu cầu chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro mau sớm tổ chức một cuộc bầu cử mới ngay vào thời điểm nhà lãnh đạo Caracas đang bị ép buộc phải ra đi. Hầu hết các thành viên trong nhóm Lima Group đều ủng hộ việc Tổng thống Maduro bị truất phế để lãnh đạo đảng đối lập trẻ tuổi Juan Guaido lên nắm quyền, sau khi nhân vật này tự nhận bản thân là Tổng thống tạm thời của Venezuela vào cuối tháng 1 vừa qua. Mặc dù không phải là thành viên của Lima Group, nhưng Hoa Kỳ cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Guaido qua việc áp đặt lệnh chế tài lên công ty dầu hỏa quốc doanh PDVSA của Venezuela. Tuy nhiên, điều này lại khiến cho nền kinh tế ngày càng trở nên suy thoái giữa lúc người dân trên toàn quốc đang lâm vào cảnh lầm than. Hiện chỉ có 3 quốc gia duy nhất trên thế giới bao gồm Mỹ Tây Cơ, Trung Quốc và Nga là không đồng ý việc lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.